đầu tiên của con với bố là những chiếc ôm thật chặt khi con còn bé. Vì thương mẹ mang nặng mẹ đau, mà từ lúc con sinh ra, bố đã dành hết phần chăm sóc hai chị em. Từ việc ru ngủ, thay tã, đến dỗ dành bọn con ăn uống, cho đến bài học đầu đời về thương yêu của con cũng đến từ bố. Từ những lời dỗ dành, những bàn tay vỗ về đêm khuya, và những lời động viên khi con cần, bố không chỉ là người cha, mà còn là người bảo hộ và người bạn đồng hành. Lớn hơn một chút, khi bắt đầu đi mẫu giáo rồi đến tiệc học, con vẫn nhớ cái cảm giác giả vờ ngủ và nằm ườn không chịu dậy. Những khi ấy, bố thường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con, rồi cù lưng và dựng con dậy khỏi giường. Bữa sáng ngon lành của bố cũng giúp cho con dậy sớm không còn quá khó nhằn, mặc dù con vẫn luôn cằn nhằn về điều đó. Nhưng thực tế đó là một trong những ký ức yêu thích nhất của con khi còn bé. Con vốn là cô bé nhút nhát và sợ rất nhiều thứ. Bố dạy đã dạy con cách trở nên tự tin, độc lập và mạnh dạn hơn với những thử thách, từ cách bố dạy con học lái xe đạp, động viên con vượt qua ngọn dốc. Những năm tháng học cấp 2 và cấp 3, vì học xa nhà, cách cả một tiếng đi lại, dù bận hay mệt đến cách mấy, bố cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng ngon lành, cùng hộp cơm trưa rồi đưa con ra bến xe đi học. Dù các bạn trong lớp sẽ ra ăn ngoài canteen hoặc ăn cơm ngoài, con vẫn luôn tự hào mang theo hộp cơm mà bố đã chuẩn bị. Bởi trong từng mấy món ăn, con cảm nhận được tình thương và sự quan tâm từ bố. Bố không chỉ dạy con những kỹ năng sống, mà còn dạy con cách yêu thương, cách sống tốt và dạy con các giá trị cốt lõi của gia đình. Bước chân con bắt đầu hướng ra thế giới khi con đi du học. Trong 7 năm xa nhà, con đã xây dựng cuộc sống riêng của mình với công việc, bạn bè và những mối quan hệ xã hội. Mọi thách thức và khó khăn con gặp phải không còn là những gì bố đã từng trải qua. Con không thể nhờ bố giải quyết những vấn đề của con như lúc còn nhỏ. Dẫu vậy, sự ủng hộ cũng như tình yêu vô điều kiện của bố luôn là hành trang giúp con vững bước đối diện với mọi khó khăn. Con biết, nếu có lúc nào mệt mỏi quá, con chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại là thấy gia đình bên cạnh. Vào những thời điểm khó khăn, khi con cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng, bố luôn là người dẫn đường đáng tin cậy. Con vẫn nhớ như in thời điểm dịch Covid-19, khi con đối mặt với nhiều biến cố khiến con muốn từ bỏ những cơ hội đang chờ đợi con ở nước ngoài. Bố đã nói lời an ủi, được, nếu mệt mỏi quá thì về nhà đi con. Không một lời phán xét, không một lời trách móc, không một lời hỏi thêm. Bố mẹ tin tưởng và tôn trọng hoàn toàn vào quyết định nơi con. Như thế, bố mẹ có thể hiểu tất cả những gì con đang trải qua, mà con không cần nói. Con cảm giác được sự trở che và an toàn như hồi con còn tầm bé. Bố luôn tin tưởng vào khả năng của con và luôn dặn con rằng chỉ cần con khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc, mọi trở ngại đều có thể vượt qua, và đó cũng là tất cả những gì bố mẹ hy vọng ở con. Trong bài luận con viết gửi xin ca học, con đã nhắc đến câu nói động viên của bố. Giống như một cuộc đua công thức một, chỉ ở những thời điểm khó khăn với những ngã rẽ thì tay đua mới có thể bứt phá tiến lên phía trước. Vậy nên khó khăn không phải là thất bại. Sự tin tưởng và yêu thương của bố là động lực lớn giúp con vượt qua những thời kỳ khó khăn nhất. Con dù lớn vẫn là con của bố mẹ. Dù ở bên này con tự lập là thế, nhưng mỗi lần về Việt Nam thăm nhà, con lại cảm thấy mình như bé lại, mãi là công chúa của bố mẹ. Mỗi lần con hẹn bạn bè đi chơi, bố đều chờ cửa đến khi con về mới đi ngủ. Cảm giác mỗi khi trở về nhà thì phòng khách còn sáng đèn, luôn khiến con cảm thấy an tâm hơn cả và có cảm giác thực sự trở về nhà. Ở bên này, con có thể tự đi khắp mọi nơi mà con mong muốn, nhưng khi về đến nhà, lúc nào đi đâu, bố cũng sẵn sàng làm tài xế riêng của con gái, chở con đi khắp mọi nơi. Bố luôn luôn hỏi han con đã ăn uống gì chưa, để bố mẹ chuẩn bị phần cơm. Ăn món gì thì bố mẹ nấu, ngủ có ngon giấc không, công việc sắp xếp có ổn thỏa ra sao. Tình yêu, sự đồng cảm và quan tâm của bố mẹ dành cho nhau luôn khiến cho con cảm thấy ngưỡng mộ và khiến cho con muốn tìm một người bạn đời tuyệt vời như vậy. Bố không chỉ là người cha mà còn là người chồng tuyệt vời của mẹ. Trải qua mấy chục năm hôn nhân và giờ đây khi ở tuổi ngũ tuần, khi hai chị em con đều ổn định nơi phương trời xa, bố vẫn luôn là người bạn đồng hành ở bên mẹ. Bố mẹ sẽ đi hẹn hò, học nhảy, học hát, học yoga, đi thiện nguyện với nhau. Mọi người vẫn thường nói, con cái chính là kết tinh tình yêu của bố mẹ.
thật hạnh phúc và biết ơn vì đã được là con của bố mẹ và được lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ cũng như được chứng kiến chuyện tình đẹp đẽ của bố mẹ. Từ khi bắt đầu tu tập và theo học pháp môn chánh niệm, một trong những điều con cảm thấy biết ơn nhất là việc bố mẹ vẫn còn yêu thương nhau và luôn có mặt ở đó cho chị em con. Với con, đó là món quà lớn nhất mà con được ban tặng. Mỗi lần gọi điện về nhà, chỉ cần được nghe giọng, nhìn bố mẹ qua màn hình là con biết bố mẹ vẫn còn đang khỏe mạnh, bình an, là con cảm thấy đủ hạnh phúc lắm rồi. Dẫu có những lúc con cảm thấy những lời nói lo lắng từ bố mẹ và đã từng cảm thấy bị càm ràm quá nhiều, thì giờ đây, những giây phút được nói chuyện với bố mẹ đã khiến con cảm thấy chân quý vô cùng. Con còn được nghe bố mẹ càm ràm, là con còn được hưởng phúc đức ở bên bố mẹ. Con cảm ơn vì bố mẹ đã sinh ra con, nuôi lớn và yêu thương con. Con biết ơn vì đã được là con của bố, của mẹ. Cảm ơn bố đã là nguồn động lực và là chỗ dựa vững chắc của ba mẹ con. Con nhớ thương và yêu bố rất nhiều. Con kính thưa đại chúng, đại chúng vừa nghe xong thư cảm niệm về cha của em Hương. Sau đây con mời đại chúng nghe ca khúc Đóa Hồng Dân Cha của nhạc sĩ Trúc Linh do thầy Phát Tình trình bày. Cha yêu quý thanh cao, cha
trong lòng con là mãi mãi, là vô cùng, là cho đi không đòi lại bao giờ. Cha là duy nhất, một trái tim cho con nhịp thở. Cha là ánh sáng, một bầu trời bao la rộng mở. Cha là sông biếc tràn ước mơ, yêu thương dạt dào. Cha là cánh gió nâng con lên vũ tới trời cao. Con xin kính dâng lên người, lòng cha sâu lắng âm thầm, tình cha núi ca nào hơn. Cha ôi tiếng thân yêu trong lòng con như ánh thái dương tỏa sáng soi lối con đi đến nơi hạnh phúc. Cha yêu quý thanh cao trong lòng con là mãi mãi, là vô cùng, là cho đi không đòi lại bao giờ. Cha là duy nhất, một trái tim cho con nhịp thở. Cha là ánh sáng, một bầu trời bao la rộng mở. Cha là sông biếc tràn ước mơ, yêu thương dạt dào. Cha là cánh gió nâng con lên vũ tới trời cao. Cha là sông biếc tràn